Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, tại Việt Nam, kết quả khảo sát sức khỏe tâm thần vị thành niên quốc gia năm 2022, đối với trẻ từ 10 đến 17 tuổi cho thấy có đến 18,6% trẻ gặp phải vấn đề lo âu, tiếp đến là trầm cảm với 4,3%. Đặc biệt, sự bùng nổ của mạng xã hội với các hội nhóm công khai, các hành vi lệch chuẩn như sối dục nhau tự tử đã thu hút hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn thành viên, chủ yếu là người trẻ tham gia. Hầu như là cái kiểm soát của gia đình hoặc người lớn hoặc các cơ quan truyền thông của ta cùng với mạng xã hội còn quản lý hết sức độc lẻ. Mạng xã hội đem lại rất tích cực cho con người, cho tất cả từ già đến trẻ, đặc biệt là lớp trẻ học tập nhanh, kết bạn sớm, học hỏi được rất nhiều từ mạng xã hội. Nhưng nó tiềm mẩn sau đó là những cái tiêu cực. Thế cho nên là phải có thầy cô giáo. Phải có các bậc cho mẹ có kỹ năng để mà kịp thời là uốn nắn điều chỉnh con, nhận được, học được những cái tốt từ mạng. Theo các chuyên gia, thời gian tới cần có những chính sách thúc đẩy truyền thông để nâng cao hiểu biết và chất lượng chăm sóc sức khỏe tâm thần, xây dựng đội ngũ tư vấn can thiệp, đặc biệt cần phối hợp giữa các bên liên quan xác định nhóm trẻ có nguy cơ cao gặp phải vấn đề sức khỏe tâm thần, để hỗ trợ trẻ từ sớm, huy động nguồn lực từ xã hội để chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ.